giới thiệu với tất cả các bạn một chút nhé. Thì đây là cái hàng rào này mà mình đã quay cách đây khoảng 2 tháng gì đó đấy. Thì mình trồng một hàng hoa hồng leo. Hàng hoa hồng leo ở đây thì có đủ các loại leo này, từ dừa cua, Abraham. Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn cái cách tưới nước. Hiện tại bây giờ nhé, mình cho các bạn xem. Hiện tại bây giờ đang là 11 giờ 18 phút. Đây các bạn nhé, 11 giờ 18 phút này, giữa trưa và thời tiết hôm nay rất là oi và nóng. Nếu như mà thời tiết mùa hè bình thường là khoảng 37 cho đến 40 độ là do cái thời tiết mà người ta đo, người ta thông báo. Thế còn nếu như thời tiết mà mùa hè bình thường ấy, là nó sẽ rơi vào ở ngoài trời nhá. Mình không tính những chỗ bê tông mà tính ngoài trời thôi. Nhiều chỗ ấy, nó sẽ lên đến 45 hoặc là 50 độ trở lên cơ. Và thậm chí nếu như các bạn nào chăm sóc hoa hồng mà ở nền bê tông ấy thì nó sẽ còn lên khoảng 50 hoặc 55 độ C. Và ngày hôm trước mình có chia sẻ một cái video đó là tưới hoa hồng cho buổi trưa, và nhiều bạn ấy thì các bạn và tranh cãi với mình là các bạn bảo là tưới cây hoa hồng buổi trưa ấy là coi như là cây chết. Thì mình sẽ ngày hôm nay mình sẽ quay, bởi vì mình chia sẻ với tất cả các bạn nhiều những cái video, là có video mình chia sẻ với tất cả các bạn là tưới buổi trưa. Thì ngày hôm nay mình cũng sẽ quay cho các bạn xem cái cây mà mình tưới buổi trưa. Và không phải là cây nào mà chỗ nào thì các bạn tưới buổi trưa được, và mình cũng đã nói rất kỹ trong cái video trước đó rồi. Thì tưới buổi trưa nó có một cái rất là hay, nó làm mát cho cây. Và thực tế là mình tưới buổi trưa, các bạn thấy ở đây này, thì mình đang tưới buổi trưa chứ không phải là thì mình là mình tưới rồi mình nói nọ nói kia. Nhưng mà thực tế là các bạn nhìn cái vườn của mình ấy như đẹp như thế nào thì các bạn biết rồi, còn chia sẻ thì tùy các bạn thôi. Còn mình xin nói ở đây là tưới buổi trưa ấy, thứ nhất là các bạn phải tưới làm sao mà đủ mát cho cái khu vực xung quanh các bạn tưới. Và tưới buổi trưa ấy là tưới để mà giảm cái nền nhiệt độ ở trong cái nơi mà các bạn trồng cây ấy. Còn các bạn cứ tưởng tượng mà xem, nếu như người của các bạn nhé, các bạn đang khát nước, thế các bạn có thể nhịn thông từ sáng, từ buổi sáng cho đến tận chiều không? Mà trong khi nếu như các bạn đang ở một cái sa mạc đi, ví dụ các bạn trồng cây ở bên nền bê tông, đang ở một cái sa mạc mà các bạn không tưới vào, các bạn không làm, nhiệt độ đang rất là cao mà các bạn không tưới để giảm cái nhiệt độ xuống, thì thử hỏi là cây của các bạn có chịu nổi không? Đấy, nên là nếu như mà tranh cãi thì rất là vô cùng. Và nếu như mà các bạn không tưới được buổi trưa ấy, thì cây của các bạn thứ nhất là nó phải ở một cái chậu lớn. Và cây của các bạn làm sao mà đảm bảo được cái nhiệt độ nó giảm xuống, nó mát mẻ, thì cây của các bạn, rễ của các bạn nó mới chịu được. Còn nhiều bạn nhé, có nhiều bạn ấy là các bạn thấy là rễ, cái cây của các bạn mà nhiều khi nó héo rồi. Tức là nó đến nỗi là nó không còn chịu được cái nhiệt độ nắng nóng nữa, mà nó đã héo rồi mà các bạn còn không tưới. Thì nếu như mà cây mà đang khô và đã bị héo rồi mà các bạn không tưới vào để tiếp nước cho nó, thì xin lỗi tất cả các bạn, cây của bạn hỏng hết rễ. Mà khi cây của bạn mà hỏng hết rễ thì các bạn chữa nó rất là lâu, mất thời gian lắm. Nên là tưới vào buổi trưa này này, thứ nhất là các bạn phải dùng vòi. Cho nên là tưới vào buổi trưa này này thì trước tiên ấy, các bạn muốn tưới là các bạn phải làm mát khu vực xung quanh đã. Nếu như các bạn có vòi như của mình đang phun ở đây nhá, thì các bạn cứ phun như thế này. Sau đó các bạn chỉ cần phun 10 phút thôi. 10 phút thì toàn bộ khu vực xung quanh của các bạn nó đã mát rồi. Nó đã tạo nền một cái, giảm một cái nền nhiệt độ. Nhất là các bạn trồng ở một cái nơi bê tông nhá, các bạn phải tưới hết xuống nền bê tông. Sau đó thì các bạn mới tưới được vào gốc cây. Chứ không phải là các bạn, mình không phải hướng dẫn tất cả các bạn là mình, các bạn cứ tưới hẳn lên cây, tưới hẳn vào gốc, như thế là không được. Đấy, một số các bạn trồng ở nền bê tông nhá. Còn nếu như các bạn mà trồng dưới đất rồi nhá, mà các bạn trồng ở chậu này, trồng ở bầu vải này, các bạn tưới, các bạn trồng như thế này mà các bạn phun được buổi trưa, cực kỳ tuyệt vời. Mình xin nói với tất cả các bạn như thế. Các bạn tưới như thế này, nó giảm hết lượng nhiệt độ đang mà nắng nóng như thế này, cả khu vườn của các bạn mát xuống. Và cây của các bạn đang bị sút nước thì nó sẽ phát triển, cái nó giữ được độ ẩm, làm mát bộ rễ, thì bộ rễ của các bạn nó mới hút được. Chứ còn nếu như bây giờ mà nhiệt độ mà nắng lên mà các bạn cứ kệ nó, thậm chí có nhiều bạn là bảo tưới buổi trưa rồi thì nó sẽ làm luộc rễ của các bạn,
Đấy là các bạn không biết cách sử dụng, các bạn không biết cách ứng dụng vào cái khu vườn của các bạn. Đấy nên là các bạn phải xem xét lại. Chứ còn mình chia sẻ ở đây là tất cả các bạn là sẽ mong muốn là tất cả các bạn áp dụng được cái gì ở đó. Đấy, chứ không phải là mình chia sẻ tào lao. Và cây hoa hồng ấy thì xin thưa với tất cả các bạn là nó ưa độ ẩm nhưng nó không ưa úng. Mình tưới ở đây ấy, mình không tạo nó không mình không làm cho nó úng. Nếu như một số các bạn trồng ở chậu mà các bạn thoát nước kém, rồi cái giá thể của các bạn kém mà các bạn tưới buổi trưa này thì nó cũng lại rất nguy hiểm. Nếu như các bạn giá thể của các bạn kém, chậu thoát nước kém các bạn tưới vào mà cái chậu của các bạn, ví dụ các bạn trồng chậu bê tông nhé, chậu nó rất là dày mà các bạn tưới vào thì đúng là nó luộc. Đấy nên là các bạn phải biết cách ứng dụng. Ở đây mình trồng ở những cái chậu rất bình thường, kể cả những cái chậu đỏ, chậu nhựa, nhưng mà mình tưới giá thể của mình rất là thoát nước rất là tốt. Và vườn của mình thì đa số tất cả những cây của mình không để nền bê tông, mình đều trải bạt. Rồi mình trải bạt sau đó thì mình đã rải lên cái lớp bạt ở trên. Và thậm chí có những chỗ mình trồng cây bé mình còn rải một lớp chấu phân gà về dưới cơ. Đấy nên là nó rất là mát. Đấy và mình chia sẻ nó rất là thực tế. Nên là cái việc mà nghe rồi thì cái việc mà các bạn ứng dụng vào để các bạn trồng cho những cây hoa hồng nó đẹp thì nó cũng là cả một vấn đề. Đấy nên là không phải là lúc nào mà các bạn cũng làm được một cái điều mà nhiều người làm được và nhiều vườn làm được. Thậm chí ở mùa hè này nhá, mình thấy rất nhiều các bạn trong Sài Gòn trồng cây rất đẹp. Mặc dù là nắng nóng ở trong Sài Gòn thì bây giờ nắng nóng có thể là có những chỗ còn nắng hơn ở Hà Nội. Còn xin thông báo tất cả các bạn là khu vực Hà Nội nhá, hiện tại mùa hè ấy, nó cũng 37, 40 độ và thậm chí 45 độ. Nếu như mà cao điểm ấy là nó sẽ lên đến 50 độ đấy các bạn nhé. Chứ không phải là nó đến cái mức mà nó mát mẻ đâu. Còn hoa hồng ấy nó sẽ mát và nó phát triển tốt ở trong thời tiết là 22 cho đến 25 độ, 27 độ. Và nếu như nhiệt độ mà từ 35 cho đến 37 độ thì cây vẫn rất là đẹp. Nhưng mà nhiệt độ từ 35 cho đến 45 độ là cây rất là xấu rồi. Chứ chưa nói là cái cây nó có thể hoa đẹp. Thì cái vườn của mình ấy thì mình đã cắt hết hoa rồi và mình cũng không để hoa. Nhưng mà cũng chỉ còn có một vài cây thôi, chỉ còn hoa. Ở đây có một cái cây la phong này. Đây còn một cái cây la phong mà mình vẫn để. Thì cái cây này là cái cây dâm cành của mình. Thì bây giờ là tán nó cũng chưa to. Và hiện tại thì nó cũng đang còn hoa ở đây. Thì đây là một số một cái cây mà điển hình thì nó còn ở đây. Thì mình sẽ quay sang đây cho các bạn xem này, những cái cây mà ví dụ như cây này đi. Mình quay cho các bạn xem cái cây này nhá. Nó đang có rất nhiều mầm ở đây này. Mình quay cho các bạn xem này. Nó còn rất nhiều mầm ở đây. Mùa hè này. Đây là cây mùa hè của mình này. Mầm nó lên tua tủa luôn. Đây là một cái cây chiro và nó lên ở dưới gốc rất nhiều. Nhưng mà mình vặt hết đi. Mình để cho nó xỉa lên trên ngọn bởi vì đây là cây một thân đấy. Đây này. Cây nó lên rất nhiều mầm này. Đây. Cây một thân đây, nó lên cực kỳ nhiều mầm. Đây là mùa hè đấy nhá các bạn nhá, và nó phát triển rất là tốt. Đây mình quay xong cho các bạn xem cái cây bên này. Đây là một cái cây chiro này. Cây chiro này, cây này tán rất là đẹp rồi đấy. Đây là một cây ghép này. Đây các bạn thấy không? Lá rất là xanh và mỡ. Mà trong khi đó là mình tưới, mình làm nó rất là đảm bảo. Đây các bạn nhìn cái cây chiro của mình rất là đẹp này. Tán nó rất là tròn. Tán tròn mà lá thì xanh mướt. Đây là những cây chiro khác của mình này. Ở phía bên kia mình sẽ quay cho các bạn xem những cái cây nhỏ nhỏ nhé. Thì những cái cây nhỏ ấy thì thời tiết này các bạn cố gắng là che để nó giảm bớt cái nắng nóng đi. Bởi vì những cây mà ở bầu nhỏ ấy, mà bầu nhỏ và cái cây nhỏ ấy, thì các bạn lưu ý là phải cố gắng là giảm bớt ánh nắng đi. Chứ còn nếu như mà các bạn không che được, tưới các bạn không tưới được mà nó mất nước nhanh ấy, là cây của bạn nó sẽ hỏng. Thì đây là những cái cây chiro của mình nhá. Vườn của mình vẫn xanh mướt các bạn. Đây này các bạn này. Đây là khu vực mà mình để những cái cây mà cây ươm đây. Khu vực mà mình để cây ươm này, thì mình có che thêm một chút lưới ở phía trên để nó giảm bớt ánh nắng đi, bởi vì là nhiệt độ nó rất là cao và cây bé thì nó sẽ, cái chậu bé nó sẽ mất nước rất là nhanh, và những cây bé thì nó giống như đứa trẻ con
mà các bạn không giảm bớt ánh nắng đi và các bạn không cung cấp đủ nước và làm mát cho cây thì các bạn sẽ rất khó để thành công. Và mình thấy là nhiều bạn là mua cây của mình thì các bạn thường là những cây nhỏ ấy thì các bạn không có chỗ trồng và các bạn hay để nền bê tông ấy, nên là nhiệt độ nó rất là cao. Và nhiệt độ cao như thế thì các bạn lại không có cái biện pháp, và thậm chí là có nhiều bạn tưới còn không đủ nước thôi, thì nó rất khó mà có thể giữ được độ ẩm và giúp cây có thể giữ được cái rễ non, rễ tơ ấy. Thì là các bạn cần phải lưu ý, thứ nhất như hôm trước mình đã nói rồi là các bạn cần phải cố gắng là di chuyển đến một cây mà nó mát mẻ hơn. Và nếu như không có cách nào khác thì bạn có thể che ít lưới lên, che một cái mảnh lưới lên để giảm bớt ánh nắng đi. Và sau đó ấy, thì các bạn có thể là có thể làm mát bằng cách là các bạn giải một lớp lớp vải xuống phía dưới chậu. Sau đó thì các bạn cố gắng là tưới ngày vài lần, hoặc là các bạn có thể lắp đắp cái phun, vòi phun như của mình ấy. Các bạn tưới một ngày các bạn bật vòi lên, các bạn quay khoảng 2 đến 3 lần ấy, bởi vì tưới dạng vòi phun thì nó không tạo nhiều độ ẩm mà nó chỉ làm mát cây và khu vực xung quanh là chính rồi. Nên là nó rất là tiện lợi. Và thậm chí là mùa này ấy, các bạn tưới, nếu như giá thể của bạn tưới tốt, giá thể của bạn thoát nước tốt nhé, các bạn có thể tưới khoảng 3 lần, mà thậm chí mình tưới giữa trưa. Còn đây là cái cách làm việc của mình và cái cách tư vấn của mình. Thì hy vọng là tất cả các bạn mà nếu như các bạn trồng ấy, các bạn áp dụng thành công ấy, các bạn thấy hiệu quả ấy, thì các bạn có thể là có những cây hoa hồng đẹp. Và nếu như mà các bạn nào vẫn còn thắc mắc và các bạn vẫn cho là cái ý kiến của mình nó sai và nó không đúng, mà các bạn cảm giác không áp dụng được, và nếu như mà bạn nào ấy có cái cách xử lý của riêng mình ấy, thì hy vọng là các bạn sẽ góp ý của mình cho mình ở dưới cái video này đấy, và chúng ta sẽ thảo luận nhiều hơn. Và tất cả các bạn xem video thì mình cũng rất mong là các bạn sẽ tương tác với mình. Còn tất cả các bạn mà bình luận vào thì mình cũng không thể nào trả lời kịp, nên là mình sẽ trả lời tất cả các bạn. Giới thiệu với tất cả các bạn một chút nhé. Thì đây là cái hàng rào này mà mình đã quay cách đây khoảng 2 tháng gì đó đấy. Thì mình trồng một hàng hoa hồng leo. Hàng hoa hồng leo ở đây thì có đủ các loại leo này, từ dừa cua, Abraham, một số loại khác, ví dụ như là gì nhỉ, một số loại khác như là golden vân vân, soeli, soveni de mai mason, rất nhiều. Và bây giờ lá nó lên rất là đẹp này các bạn này. Đây, trong khi là mùa hè các bạn nhé, các bạn có thể nhìn thấy là hoa mùa hè mà nó rất là tươi tốt, lá nó rất là mỡ cơ. Thì một phần thì mình cũng đã bón cái chế phẩm đậu tương ấy mà mình ngâm, với lại là mình kết hợp là chăm sóc và tưới thế này này. Thì thường ấy là cây nào ấy được trồng dưới đất thì nó cũng sẽ phát triển rất là tốt. Nhưng mà ngoài ra ấy, thì những cái cây mà mình trồng ở chậu thì nó cũng phát triển không hề kém. Bởi vì là hiện tại thì nói thật với tất cả các bạn là nhiệt độ mùa hè nó chưa phải là đỉnh điểm, mà nó vẫn thuộc là mới chớm thôi, vì năm nay là 2 tháng 4 và thời tiết thì nó cũng chưa phải là đến mức là căng lắm. Còn nếu như mà thậm chí có nhiều năm mình thấy là nhiệt độ là nó có khi đến nửa tháng nó không mưa và nhiệt độ nó rất là nóng, thậm chí có nhiều năm mình còn không có nước tưới bởi vì là nó cạn nước, mình không có nước tưới cơ. Nhưng mà năm nay thì cái nước tưới của mình thì đã đáp ứng rất là đủ, nên là nếu như mà các bạn thấy kết hợp được và các bạn áp dụng được cho vườn của các bạn thì mình cũng rất mong là tất cả các bạn sẽ góp ý cho. Và cũng mình cũng hy vọng là tất cả các bạn sẽ có được những cái bông hồng đẹp. Mình xin kết thúc video tại đây và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau.